Xì đu. Đây là chiếc màu đỏ mình bán nhá không? Ừ. 260. 260. Này chiếc này nó cũ hơn chiếc mình hồi xưa. Cái máy này không biết nổ hay là không. Giờ đồng ý mua nhưng mà nó để nổ cho con cái đi. Nói giá đó là bây giờ chưa nó ra. Xuống một chút, xuống một chút mà để nổ đi. Đúng không? Ừ. Hả? Còn thế này. Thế này dâm ra. Thì cái chiếc này ngàn mốt. Trời ơi, chiếc này mình bán chưa được giá nữa. Mà đứa nó mẹ bán cao lắm mà. Nay mua chiếc này Sido ARS 260. Để đây cũng bao lâu rồi không biết, nhìn thấy nó cũ nhiều máy nổ. Để chuẩn bị chắc là mua rồi. Lên xe đó. Bây giờ tôi muốn thêm chiếc xe nữa để đi lấy máy. Còn cái này đây không kịp giờ phải đi mướn xe. Nó chạy 70 giờ. Để không? Để. Hấp mình hả? Muốn đồ cao? Được rồi, được rồi. Này có hai cái lo này nữa nè. Hai lo này muốn xài được không? RST 260 RS này đó thì cũng bán mấy con giống vậy.